Kính chào quý khán giả đang đến với bản tin thành phố Tây Ninh của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Thành phố Tây Ninh tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2024. Thành phố Tây Ninh sơ kết công tác cải cách hành chính quý 1 năm 2024. Sôi nổi vòng chung kết hội thi nữ đoàn viên công đoàn thanh lịch năm 2024. Bây giờ là nội dung phần tin chi tiết. Thưa quý vị, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Tây Ninh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024. Đến dự có đồng chí Lê Minh Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tây Ninh, ông Phạm Trung Chánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố. Năm 2024, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố và các phường xã đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt công tác xét duyệt tiêu chuẩn, bình cử công khai để tuyển chọn thanh niên nhập ngũ, thực hiện tốt việc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân và thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ được quan tâm. Số thanh niên đăng ký nghĩa vụ quân sự đạt 100%. Tổ chức tốt hội trại tổng quân, lễ giao nhận quân cùng các hoạt động tiễn đưa, họp mặt, giao lưu, tặng quà và tiền động viên giúp đỡ những gia đình công dân nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng cho 9 tập thể và 20 cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ cùng 3 gia đình tiêu biểu trong động viên con em lên đường nhập ngũ năm 2024. Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính quý 1 năm 2024, đến dự có đồng chí Phạm Trung Chánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Trong quý 1 năm 2024, Ủy ban nhân dân thành phố đã quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thường xuyên rà soát văn bản để phát hiện những quy định không còn phù hợp với quy định của pháp luật để đảm bảo tính hợp lý, thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Việc công khai thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố được thực hiện tốt, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hai cấp hoạt động ổn định, đáp ứng tốt các yêu cầu trong việc thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn thành phố. Hầu hết các giao dịch hành chính đều được thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết quá hạn ngày càng giảm, tính công khai minh bạch không ngừng được cải thiện. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Trung Hiếu đề nghị từng cơ quan đơn vị cần chủ động quan tâm rà soát các chỉ tiêu theo bộ chỉ số cải cách hành chính. Cùng với đó, cần có giải pháp cụ thể để nâng cao tỷ lệ của các chỉ tiêu còn thấp. Vừa qua, Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng dân thành phố Tây Ninh đã có buổi giám sát tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố về công tác tuyển sinh đầu cấp đối với các trường tiểu học có bán trú và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Theo đó, công tác tuyển sinh lớp 1 được thực hiện theo hình thức xét tuyển số trẻ đang sinh sống cùng gia đình và có hộ khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn được phân tuyến tuyển sinh. Trong đó, ưu tiên đảm bảo số học sinh trong tuyến phải ra lớp đạt 100%. Đối với khối lớp 6, tuyển sinh theo hình thức xét tuyển những học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học tại các trường trên địa bàn thành phố, hiện đang sinh sống cùng gia đình và có hộ khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn được phân tuyến tuyển sinh hoặc địa bàn khác gần trường. Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Vĩnh Hưng, trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố, trưởng đoàn giám sát đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cần quan tâm thực hiện sớm công tác điều tra rà soát trẻ em ra lớp để kịp thời ban hành kế hoạch tuyển sinh, cần trích xuất số liệu trẻ trong độ tuổi từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trước khi rà soát để đảm bảo số liệu chính xác hơn. Liên đoàn Lao động thành phố Tây Ninh vừa tổ chức thành công vòng chung kết hội thi nữ đoàn viên công đoàn thanh lịch năm 2024, đến dự có bà Nguyễn Thị Hồng Loan, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Tại vòng chung kết, 15 thí sinh đã trải qua 2 phần thi. Trong phần thi trình diễn trang phục áo dài, các thí sinh đã thể hiện được những nét đẹp văn hóa truyền thống của người phụ nữ Việt Nam qua những bộ áo dài duyên dáng và lộng lẫy. Còn ở phần thi năng khiếu, các thí sinh đã mang đến hội thi đa dạng các tiết mục được đầu tư và chuẩn bị chu đáo, mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc. Sau 2 phần thi này, ban giám khảo đã chọn ra 5 thí sinh xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng thi ứng xử. Tại đây, các thí sinh lần lượt bốc thăm trả lời câu hỏi để thể hiện khả năng diễn đạt và sự hiểu biết của mình về luật bình đẳng giới. Kết thúc hội thi, thí sinh Võ Thị Kim Loan đến từ công đoàn cơ sở Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Tây Ninh đã xuất sắc đạt giải nhất. Dịp này, ban tổ chức cùng nhà tài trợ trao tặng nhiều phần quà chúc mừng 15 thí sinh lọt vào vòng chung kết.
Hội nông dân thành phố Tây Ninh vừa phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ hội nông dân cơ sở năm 2024. Tham dự lớp bồi dưỡng có 65 học viên là các chi hội trưởng, tổ trưởng và hội viên cơ sở. Các học viên được học tập nghiên cứu các chuyên đề, một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, hệ thống chính trị ở Việt Nam, một số nghiệp vụ công tác của hội nông dân ở cơ sở, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ nhận thức, tư tưởng của cán bộ hội viên nông dân cơ sở về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, từ đó vận dụng vào công tác thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Quý khán giả thân mến, bản tin thành phố Tây Ninh kỳ này xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.